Để chào bạn nha. Đây giờ được mới xuống bè. Đây là bánh mì của mình chuẩn bị cắt các bạn. Giờ được mới gáp ba cây cần câu xong. Hôm nay chuyến ở sông Tiền tiếp các bạn. Nhưng mà bữa nay thấy nước đang lớn ngon quá. Không biết tình hình sao nha. Mong là sẽ có nhiều cá quay cho các bạn xem. Còn không có cá nữa mình sẽ nhảy xuống dưới mò bắt lên cho các bạn xem luôn. Rồi anh chào mọi người nha. Rồi hút nó đang ăn các bạn. Lên nè bạn ơi, lên tôm bự kìa, nó yếu yếu rồi, chạy vô cho thoát. Bạn anh tí lên tôm nha bạn. Ui ui. Vô vô mồi hà các bạn. Lên tôm càng xanh. Để đâu? Đây đi ha. Đó. Vừa xuống luôn bạn, hai lưỡi nè. Hai lưỡi dính một con nè. Ghê thật chứ. Cần nó ăn nó hết vậy kìa. Mới gì xuống ngồi. Ghê tôm bạn. Nè, trời ơi, càng dạ, ngu. Ngu sụp vô nó quất liền. Chứ ghê các bạn. Tôm càng nha, vừa xuống mở hàng nha. Rồi, sẽ tới ca sẽ tự xử đi. Hết sức cập càng. Ngu, tôm lộn mới xong. Vậy càng nhìn sáng quá ha. Kẹp cục ngồi nữa. Vô thùng nó búng gà đó anh tí. Không. Nó chết thôi, có cái rộng rồi, bỏ nó không chết. Có nhà rộng tèo kìa. Ôi bạn. Thằng cắm ở ngoài, thằng này búng bật bật bật. Con mới xuống ngoài các bạn. Nãy dính con rồi, giờ được ăn canh cá tiếp. Ồ, lục bình trời. Gió nó đẩy lục bình vô rồi. Trời sắp làm trận kinh hoàng tới nữa. Đang ăn ngon lành để làm trận dông sống tới. Tức thiệt chứ. Thôi để hầu ra mà nó không có ăn nữa mình chỉ ra nha. Quá thế rồi, con người tới rồi các bạn ơi. Giờ khó dính được con tôm với con cá cha. Mưa tới làm quá chứ làm rồi. Chẳng lẽ không thủy. Sớm giờ được dính được ba cá tra nha các bạn. Nhưng mà chỉ có cái trời nắng mưa bạn, không có quay phim được. Dính cái cần bìa mới không bạn. Nãy giờ ba con rồi, hai con được bỏ đằng, con nãy thấy đây đi tuốt. Hai con được bỏ đằng ngay góc chèo ta dở lên đằng luôn bạn. Trời mưa quá mà bữa nay không có bị đen theo quay phim nữa. Giờ được cắm cây ngoài hạ đó nên nó có dính con này nó dính. Sư phụ mới dính con tôm cạn mà. Được đi qua trễ quá nên ảnh kéo lên luôn rồi. Đây nè bạn. Con tôm cạn đó nha các bạn, con này bự già nhất luôn nè. Hết sức. Giờ được sẽ thả vô dèo tiếp nha các bạn. Hugo xong tiền. Rồi, sẽ thả vô chổng thôi. Tôm cạn nữa. Quá thế là không kịp. Nó nó còn càng nãy các bạn thấy không, nó nằm kìa. Vô các bạn có bè đi với con tôm trứng nữa.
cá mới ăn cặn nắng đâu mà. Rồi đang cặn nắng ăn còn nhỏ. Chín rồi bạn ơi. Ó, tôm càng, trứng, tôm trứng. Ôi, giờ thả xuống lụm liền nghe. Đẹp, lung linh. Lên con nữa nghe, bạn ăn con tôm nữa nghe. Hai con. Để đi hỏi luôn đi. Hai cái con mà chưa đủ củ để làm dĩa cây xanh cho con đó. Đẹp không? Ây da, ây da. Tôm nữa nha các bạn. Rồi, hai con tôm. Sao trận mưa kinh điển, giờ vừa tạnh mưa xuống ngồi lại ăn liền các bạn. Hai càng mình mới cắm lại lần đó đó. Các bạn nhìn đầu dèo đó. Và còn sống chắc chưa ăn lại đâu. Tí xíu nữa cá mới ăn lại các bạn. Cá ăn các bạn. Mày dính rồi bạn. Ồ, cá ba sa hay gì trời. Cá ba sa cho sướng rồi. Cha ơi, lạng ơi, cha. Cha nha các bạn, con tiếp theo nha, nãy giờ vườn bi nó ra cũng không chở phim tiếp được rồi đó bạn. Đó. Rồi bạn ơi, sao trận mưa bạn. Giờ quất cá tra tiếp nha. Con này con thứ tư rồi đó bạn. À, được quay phim được có hai con à. Dạ. Quá. Rồi, nồi cá lên nha. Rồi, ăn đi. Nước đạp xuống nữa nó ăn nè. Không dính. Sao kỳ độ sáng kỳ vậy, lấy áo tắt đi, tắt đi. Đã camera cho nên là không có giật mà. Chứ sao giật luôn quá. Tức gì nó giật luôn. Mày nè trời ơi, đủ quá. Lắm, nói rằng là dữ lắm. Nước này nó ăn đúng nước luôn. Con này nó giỡn mặt với mình đó bạn. Tức gì đâu à, đang mất ngồi vô là chưa cái nó đó. Thấy không? Thấy chưa? Nó giỡn mặt với mình, trời ba cái rảnh này vậy bạn ơi. Đang quýu quýu gì mà không dính, không hiểu nổi luôn á.
bạn. Đang cầm cá tiếp bạn. Cần bè nó bạn. Bè mới hai ba cái luôn á. Đó. Mày hả mày? Trời ơi, tức. Im chín. Ôi. Đợt in cá. Có gào gì đây nữa hả? Cái của đại ca mập nó dọn á. Rồi, cá mà xuống ngồi. Nữa nha bạn, con nữa nha. Tiếp họ bắt sao? Được lên cá các bạn. Vũ Vũ Đức Đam ra lệnh nổ mẹ đi ná toàn quốc luôn. Đó. À. Mới 3 ngày nay chứ nhiêu trời vụ đó không hay trận. Không. Vậy là không có coi mạng rồi. Không. Vậy nó cũng dính cá nữa kìa đây ra. Ừ, dính chứ anh đi mình chút xíu là dính cá à. Quảng Nam quá. Cá câu dính nhìn như giống dính ở ngoài dính vô như là. Dính trọng. Cá đó là nó bị sàm đó nghe anh em. Đừng nói cá bị mù mắt nữa nghe. Cá đó nó bị sàm đó, tụi nó bị sàm đó anh em hiểu sao hiểu nghe. Đừng nói cá bị mù mắt nữa đi ạ. Chứ tôi không có nói sao đó. À nên cá thôi nha. Nghe tiếng cười là thấy ghét rồi. Đây dạ. Dạ con cuối cùng mà về luôn bạn ơi, hết mồi rồi. Như mũi quá. Nó xạo lắm, nó chắc này nó mà nó đi về. Nó không về là vợ nó cấp cho nó cái ba lô luôn á. Ừ. Rồi. Rồi, anh được kết thúc chương trình. Qua bển quay thành quả rồi xong là về mà. Cho anh em coi ha. Cho anh em coi. Này câu không được, không có được nhiều. Công nhà mưa kiếm chục con cá cha được rồi. Xuống. Thì bạn giờ quay thành quả gì à? Đó, xô cá trà. Dạ. Ba con tôm càng, tôm hai con tôm càng, tôm trứng. Ừ. À, không, để vô đây nè, mới đẹp nè đi. Để con tôm vô đây nè đi. Tôm hủng hả? Ừ. Rồi để vô đây cái đi rồi bắt con kia. Đó, thêm nó để thêm vô. Ôi, đàng hoàng mày. Để đàng hoàng nha. Bài búng xuống sông hết rồi luôn. Rồi bạn, thành quả này nha. Tôm cá đầy đủ. Thì thùng của mình thì cũng nhem nhem luôn. Có bóc nữa. Rồi chào mọi người nha. Giờ tới nhà các bạn ơi. Đó.
đây cho anh em xem tôm còn sống luôn, cá còn sống ngáp luôn. Đó, cái càng cái ghê không. Con tôm này thì con tôm trứng nhưng mà nó đẻ rồi. Ủa? Chưa đẻ gì ta. Thấy trứng nó nè. Các bạn. Ghê chưa? Cá cha tôm trứng chục con ạ, 90 con. Giật hụt sảy luôn, nó chờ mưa, không chờ mưa hôm nay là đuối đuối rồi. Thôi sức càng là bự. Okay. Càng là già, càng là giống như nó mới lột hay sao. Nhìn nó đẹp quá, nó sáng quá. Hết sức cập càng. Rồi chào anh em nha.